chiều màn sao trên vùng đêm đen biên giới, theo cánh quân anh đóng bên lưng chừng đôi, nghe muôn côn trùng than trong đêm trường thương thế nhân, hồn dung tiềm thức xoay trong vùng thương nhớ, lén lén đưa anh qua bên mộng ngày sau. Chuyện ngày xưa chia đều ta hai phe và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của cặp loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp toa 380S Egon. Đây là một trong những cặp loa sở hữu bass sub 40. Chúng ta có thể thấy được rằng với uy lực mạnh mẽ và sự thể hiện chi tiết cũng như ngọt ngào, phong cách chơi đa thể loại nhạc và kết hợp với karaoke ở những căn phòng khách lớn cực kỳ là tuyệt vời. Với uy lực của dải trầm mạnh như sấm mà chúng ta sẽ không tốn kém tiền đầu tư sub và trầm. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo một vài giai điệu nhạc quen thuộc. Chúng ta sẽ thấy được đẳng cấp của dòng toa đến từ Nhật Bản, một trong những thương hiệu nổi tiếng sở hữu chất âm của giới sành nghe. Ở đây tôi đang mở tín hiệu từ trên TV. Quý vị cùng thưởng thức những bản nhạc cổ này. Chúng ta vẫn thấy được rằng nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Mặc dù rằng chúng ta đang được thưởng thức những thể loại nhạc cổ, nhưng quý vị vẫn có thể thấy được rằng với lời hát của Tuấn Vũ cực kỳ là ngọt ngào như mía đường trên cặp toa 380S Egon, đi kèm theo dải bass của nó thể hiện sâu thẳm và rất là mềm mại, nghe cả ngày không biết mệt lỗ tai, không biết chán. Mời anh em cùng ngắm nhìn lại cặp loa có giá trị đích thực tới từng cm trước máy quay. Nguyên bộ e-căng chúng ta có thể thấy được đẳng cấp của những dòng loa hạng sang. Khi mà đậy cái e-căng lại thì quý vị vẫn nhìn xuyên thấu phía nội thất phía bên trong của cặp loa rất là đẹp và sang trọng. Trên cặp toa 380S Egon đến từ Nhật Bản. Sở hữu chiều cao 75, ngang 48 và sâu 40, nặng tới 80kg.
trên cặp loa sở hữu công suất trung bình ở ngưỡng 720W, mạnh như sấm. Đây là những model loa có thể chơi đa thể loại nhạc và kết hợp với karaoke cực kỳ là tuyệt vời. Bỏ so các dòng Bose, anh em chơi Bose 601 thì vài cặp Bose chưa có tuổi để so với cặp loa này. Tôi sẽ phân tích chi tiết từng tuyến loa tại sao nó lại thể hiện xuất sắc và hay như vậy. Điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy bộ e căng được trang bị lưới hoa dâu nhìn xuyên qua phần phía loa rất là sang trọng và rất là đẹp. Đó, quý vị nhìn đi ạ. Đẹp hay không thì quý vị cứ ngắm nhìn trực diện. Với phần thùng gỗ và được phủ màu xám đá rất là đẹp và sang trọng. Tông màu theo phong cách Tây Âu, trưng bày cho những căn phòng khách hiện đại cực kỳ là tuyệt vời. Nặng tới 80 kg, công suất trung bình là 720W. Với trang bị một bát siêu trầm 40cm, gân xếp tẩm dầu, xương đúc và từ lớn tới 20 phân. Bề nguyên một cái bát súp nặng nề khẽ, nòng loa của nó rất là sâu và logo của toa nằm chính giữa phần mũi loa. Nguyên cặp loa còn long lanh tới từng cm. Hai ống hơi đường kính phi 100 thở về phía mặt trước của cặp loa này. Chúng ta có thể thấy được rằng phần bên trên của cặp loa này là một quả kèn với đường kính họng lớn tới trên 40, cao 20 và củ 16. Và đồng thời một quả chắc búa kim cương. Anh em nhìn cái họng này, cái cổ của nó to như cái bát nằm phía sau, được giấu phía sau và thò nguyên cái lỗ mũi về phía mặt trước. Đó, của nó là mũi búa kim cương, mang lại cho giải trác trong vắt khi nghe các thể loại, kể cả nhạc cổ, nó thể hiện rất là xuất sắc trên cặp loa này. Khi hát hò, quý vị lưu ý rằng là phòng khách 100m2, 150m2 với uy lực của cặp loa này là chuyện nhỏ. Tiếng trầm tôi lưu ý rằng nó xuống rất là sâu và nó rất là mạnh. Đó, phía bên hông này, logo toa 380SE Gold này, đến từ Made in Japan này, hai cái volume này, một chỉnh trung âm, một chỉnh check nằm phía bên hông. Tay cầm của nó bằng thép này, rất là đẹp này. Logo toa phía dưới chân này, tất cả các góc cạnh của nó được kê góc rất tuyệt vời. Phân tần của nó cực khủng luôn ạ. Trang bị luôn chế độ đánh BY, đánh tách cầu, chơi riêng biệt cho giải súp, chơi trung âm, chơi cho giải kèn, cũng như chơi cho giải check. Những thiết bị cao cấp. Mặc dù quý vị thấy được rằng nó chỉ xem làm ở phân khúc của những cặp như JBL835, nhưng tôi lưu ý với quý vị rằng quý vị chơi cặp JBL thì phải thêm một cái cặp súp 40 nữa mới so được âm trầm của cặp toa này. Và những thể loại loa này thì chúng ta thấy rằng trung kèn to thì không phải làm để cho đẹp, làm để cho dọa ma dọa khỉ, làm để lấy nơi hát. Bởi vậy khi hát karaoke rất là phê, hoặc khi nghe nhạc chúng ta sẽ thấy được rằng tiếng nhạc cụ nó gõ cực kỳ là tuyệt vời. Và đặc biệt một nữa, chúng ta quan sát phần chính giữa. Đây là một quả check búa kim cương tương tự như trên cặp JBL đắt đỏ N65 Dubai, hay là thậm chí trên 4344 thì người ta hay trưng dụng các cái dòng check mũi kim cương. Nó mang lại cho giải check trong vắt và thể hiện giải cao cực đỉnh ở mọi thể loại nhạc và mọi chế độ mở. Trong đoạn clip này thì tôi vẫn đang phối ghép cùng với con đẩy JBL RMA3300. Đó, vang mic xịn sò, tôi đã giới thiệu rất là kỹ để đảm nhiệm cho cặp toa vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke chuyên nghiệp ở những không gian phòng khách lớn. Trong đoạn tiếp theo thì mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức với một vài thể loại nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh. Quý vị sẽ thấy được uy lực mạnh như sấm của cặp toa 380 SE1.